Chào mừng các bác quay trở lại với cả Mì Anh Channel. Ngày hôm nay thì bên em về hàng dòng 55 inch mới của LG, 55UP7720, một trong những mẫu TV mới nhất trong năm 2021. Thì trong clip này em sẽ quay review đánh giá cái mã hàng này để các bác cùng xem là cái thiết kế cũng như tính năng nó có gì so với cả 7750 và 8100 mà đã ra mắt trước đó. Thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn subscribe để tiếp tục theo dõi các clip em quay review cũng như giới thiệu các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Chào mừng các bác là 55UP7720 mới nhất của 2021. Mã hàng cao hơn 55UP7550 và thấp hơn 55UP8001. Vậy thì với cái mã hàng 55UP7720 này thì nó sẽ có những cái thông số thiết kế cũng như là tính năng như thế nào, thì trong clip này em sẽ cùng cài đặt và review nhanh để các bác tham khảo. Đây là cái Magic Remote mới của LG trong năm 2021, thay thế cho các cái thế hệ Magic Remote cũ của 2020. Điều khiển mới thì nó cầm sẽ nhẹ hơn, nhỏ và gọn hơn khá là nhiều so với cả thế hệ Magic Remote cũ. Năm nay thì có TV LG có rất là nhiều những cái thay đổi so với cả năm 2020. Và để có thể kết nối điều khiển với TV thì các bác chỉ cần ấn giữ phím OK. Các bác dẫn giữ phím OK thì ngay lập tức nó đã xuất hiện con trỏ trên cái màn hình đây. Để có thể cài đặt thì các bác sẽ di chuyển con trỏ, lựa chọn, rồi các bác tìm cách đây các bác nhìn này. Đấy. Do là em vẫn đang để lớp giấy bóng kính này nên là sẽ rất là khó lăn. Tuy nhiên thì con trỏ mới của LG trong năm 2021 thì khá là nhạy, rất là nhạy. Các bác di trái phải lên xuống, nó mượt tựa như là cái điều khiển của chuột trên màn hình máy tính vậy. Đấy, để có thể dùng được điều khiển dễ dàng lăn cái con lăn giống như ở trên chuột của máy tính thì các bác sẽ bỏ cái lớp bóng kính ra, sau đó tiến hành đây lựa chọn quốc gia này, Ấn Độ, quốc gia là các bác chọn Việt Nam. Về cơ bản thì cái hoạt động của điều khiển TV LG 2021 so với cả của 2020 thì nó vẫn rất là giống nhau, không có khác nhiều. Tuy nhiên thì con trỏ của năm nay thì nó sẽ nhỏ hơn, nó trong suốt chứ không phải con trỏ màu đỏ như của các năm về trước. Đấy. Di chuyển, lựa chọn, đã kết nối đây. Em sẽ sử dụng điều khiển. Đây các bạn nhìn này, lắc rất là mượt mà. À, 55UP7720 thì nó sẽ có thiết kế tràn viền ba cạnh rất là giống với cả UP8001. Tuy nhiên thì UP8001 thì sẽ có chân đế khác biệt, tức là phân khúc TV của 2020, những dòng TV Smart có độ phân giải 4K thì LG sẽ phân chia nó ra theo cái thiết kế chân đế và cái thiết kế tràn viền. Dòng 7550 thì thiết kế viền dày, còn đối với UP8001 và UP7720 thì sẽ có thiết kế tràn viền. Nhưng con UP8001 sẽ hơn con UP7720 này là cái chân đế. Đây là cái chân đế tràn viền. Cái chân đế bán nguyệt vòng cung. Đấy, thì sau khi đã cài đặt xong thì các bác sẽ thử truy cập vào cái web OS, hệ điều hành web OS 6.0 mới của LG trong năm 2021. Năm nay thì LG không còn sử dụng cái giao diện cũ với một cái menu đơn giản ở phía bên dưới màn hình như các năm về trước, mà thay vào đó là tất cả ứng dụng rồi các chương trình được nhiều người truy cập, nhiều người xem sẽ được đề xuất sâu ra ngoài, toàn tràn lên toàn màn hình trang chủ. Đấy, các bác rất là dễ dàng để có thể lựa chọn. Đấy, rất là dễ dàng để có thể lựa chọn ứng dụng hoặc các chương trình các bác xem, di chuyển con trỏ thôi. Như vậy là ta có thể thấy là cái phân khúc TV của LG 2021 thì nó sẽ có là từ 55UP7550, 55UP7720 và 55UP8001. Còn cao cấp hơn là các dòng Lalo, Lalo Sale với màn hình Lalo 81 hoặc Lalo 86.
hệ thống các cổng kết nối ở trên con UB 7720 của 2020. Đây các bạn nhìn này, 2021 thì bao gồm sẽ có cổng optical, cổng tai nghe 3.5 nó tích hợp. Năm nay thì TV LG lại có thêm cổng tai nghe 3.5, có cổng LAN, mạng internet, có dây và hệ thống các cổng HDMI, cổng USB tích hợp bên phía sườn đây. Cái thay đổi về cái thiết kế như vậy thì nó thấy được là các dòng TV 4K Smart sử dụng công nghệ màn hình LED như 7720 đây có thiết kế đẹp hơn so với cả UL7400 của năm 2020. UL7400 của 2020 thì giống như con UP 7750. Còn đối với 7720 đây thì thiết kế sát viền như vậy, đẹp hơn, bóng hơn, sang hơn khá là nhiều. Con này thì có công nghệ xử lý cái nguồn tín hiệu đầu vào lên gần chuẩn 4K nên các bác xem sẽ rất là mượt mà. Đấy, thì mã hàng này sẽ bán tại Ecomart trong phân khúc giá từ khoảng 15 cho đến 14 cho đến 16 triệu. Thì khi nào có cái giá tốt thì em sẽ cập nhật để các bác cùng xem. Còn về cơ bản thì trong clip này thì em quay để các bác xem là nó có những cái gì thôi. 2021 này thì mã hàng 7720 này thì nó sẽ có khá là nhiều những tính năng hay và cao cấp.